Em xin chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh Đào Tết Lạng Sơn nhá. Hôm nay em quay cái video này lên thì sẽ hướng dẫn mọi người các cái bước để hãm cái cây đào thất thốn nó nở hoa đúng dịp Tết nhá các bác. Thì cái cây đào thất thốn này thì vừa rồi em đã tuốt hết lá đi cách đây được khoảng độ nửa tháng rồi các bác. Thì cái đào thất thốn này hãm sau khi tuốt lá thì các bác không nên tưới nước nha các bác. Thì các bác chỉ tưới giữ đủ độ ẩm cho cái chậu của mình thôi. Không nên tưới đẫm quá nha các bác. Khi nào thật khô đi thì các bác hãng tưới cho nó độ một bát nước thôi nha các bác. Còn nếu mà các bác mà tưới đẫm quá thì là những cái lộc ở trên trên đây nó sẽ phụt lên này các bác này. Đấy. Thì cái cây này đã được em tuốt lá cách đây nửa tháng rồi. Thế nhưng mà không thấy lên lộc. Vậy là đã đúng quy trình rồi nha các bác. Nếu như các bác mà hãm ấy, mà tuốt lá xong ấy, mà các bác tưới đẫm quá thì là những cái lộc ở những cái đầu cành này trên đỉnh ngọn này nó sẽ phụt lên. Đấy, nó sẽ phụt lên thì nó sẽ không tập trung được vào để nuôi những cái nụ, nuôi những cái mắt hoa ở bên dưới cái cành này nữa này các bác. Đấy, những cái ở bên dưới này đều là những cái nụ hoa nha các bác. Đây này, những cái nụ bên dưới này đều là nụ hoa thất thốn hết đấy. Thế nên là mình hãm là mình phải cắt nước luôn. Đấy, sau khi cho lên chậu tuốt lá thì mình phải cắt nước. Thì các bác xem cái chậu này đây, khô rong như này, nứt nẻ hết ra rồi các bác. Thế nhưng mà em vẫn chưa tưới cho nó nha các bác. Thì tại vì hôm qua em đã tưới được một chút thôi. Thì em chỉ cần mỗi một gốc cây này em tưới một bát con nước thôi, để cho nó giữ đủ độ ẩm, để cho cây nó nuôi những cái mắt này thôi nha các bác. Nếu mà tưới mạnh quá ấy, thì là những cái lộc ở đây nó sẽ phụt lên này, thì nó sẽ không tập trung nuôi được các cái mắt hoa, thì cây nó sẽ hoa nó sẽ không được nhiều nha các bác. Đấy, thì cây này dáng cũng rất đẹp này, dáng nghênh khách nha các bác nhìn này. Đấy, một cái cây bonsai. Giới thiệu luôn với các bác cây này nhé. Cây này dài từ đầu này ra đến đầu ngoài kia nó rơi khoảng độ 1m1. Đấy. Chiều cao của cái cây này nó chỉ khoảng độ 70 phân thôi. Và gốc nó rất đẹp luôn các bác. Gốc xù xì đây. Đây là không phải là bị chảy mủ đâu nhé các bác. Mà là cái da của nó đấy. Nó xù xì, nó u cục lên. Theo thời gian thì nó ăn dần lên tận trên đây và nó u cục và nhìn giống như này, này. Nhìn rất là cổ kính. Đấy, như đoạn trên này thế này, u cục hết vào, nó khác tự bị như thế nha các bác. Dòng đào thất thốn này chứ cái vỏ nó không thể bóng nhẫy được như trên này đâu các bác. Dần dần nó sẽ ăn hết lên, lan hết lên trên đây này. Đấy. Vay cành uốn rất là dẻo nhé, cái này phải uốn được từ nhỏ thì nó mới được như này các bác. Cái đào thất thốn này là rất là cứng nên là các bác phải nắn từng cái cành nhỏ như này, từ nhỏ như này thì mới uốn được, còn nó to thì uốn rất là khó luôn. Đấy, như những cái cây bên này như thế thì các bác xem đấy, chậu vẫn khô rong ấy nhưng mà em không tưới nước nha các bác. Bạn tưới vào bây giờ là nó sẽ phụt lộc lên đấy. Thì em quay cho các bác một cái cây bên này thì em đã tưới hơi quá tay các bác ạ. Thì nó đã phụt lộc lên này các bác. Đấy, tuốt lá cùng nhau với những cái cây ngoài kia. Thế nhưng mà cái cây này nó sẽ đã phụt hết lộc lên này các bác. Đấy. Như này là cây hoa này nó sẽ kém hơn những cái cây kia các bác ạ. Đấy. Vừa cho lên chậu cùng nhau và tuốt lá cùng nhau. Thế nhưng mà cây này em tưới hơi nhiều nên là nó đã phụt lộc rồi. Và phụt lộc như này thì nó sẽ không tập trung nuôi được cái này. Thì các bác phải cố gắng cắt nước nha các bác. Đấy. Như những cây này như thế. Không phụt lộc đâu các bạn. Mình hãm hoa là mình phải ngắt nước cho cây. Mình chỉ cần tưới đủ độ ẩm thôi. Để cho nó tập trung nuôi những cái nụ. Còn tưới mạnh quá là nó sẽ phụt lộc. Đây như cây bên này như thế. Cũng đã bị phụt lộc lên này các bác. Mới cho lên chậu được 20 hôm. Và tuốt lá được 15 hôm
thì bây giờ nó đã bật mầm hết đây này các bác. Đấy, nảy mầm hết này. Còn những cái bên dưới này thì đều là mắt hoa hết. Đây, như những bên dưới này đều là mắt hoa hết này. Thì nó sẽ không nảy được luôn nhé các bác. Đây là những cái mắt hoa, nó sẽ không nảy lộc. Và lộc nó sẽ ở những cái đầu cành này thôi. Tại vì những cái cây này đã được em hãm hãm hoa rồi. Nên là rất chi là nhiều nụ hoa luôn các bác ạ. Dày đặc nụ hoa luôn. Đây như các bác xem. Đấy. Nụ hoa dày rít ở những này. Và ở những cái cành này thì là mắt hoa đấy các bác. Đấy. Nó đã to được bằng này rồi. Thì to lên trông thấy luôn nha các bác. Nhìn từng ngày là nó thay đổi. Mắt dần dần nó cứ trương lên nhỉ. Còn lộc nó sẽ phụt lại những cái này lên này. Trên đỉnh ngọn này là lộc này. Không thể là hoa được. Đấy. Các bác xem cái gốc cây ấy. Khô rong luôn. Thế nhưng mà lộc vẫn nảy được lên nhá, tại vì tưới hơi quá nhiều nước một chút. Còn như những cái gốc cây bên kia thì em không không tưới thì nhìn nó nứt nẻ ra, nhưng mà không không lo đâu nha các bác. Không sợ cây chết đâu. Cái lá ở những ở trên này này vẫn còn xanh này. Đấy. Khoảng độ 1 tháng nữa thì nó đâm lộc ra thì là đẹp nha các bác. Thì hôm nay là ngày 10 16 tháng 10 âm lịch rồi. Thì hãm được như này là cũng tương đối là đạt rồi các bác ạ. Cây sẽ nở đúng dịp Tết cho các bác. Còn vài bước quy trình nữa. Như là thắp bóng đèn để cho tăng cái nhiệt độ lên để cho cây nó nở hoa đúng dịp Tết ấy. Cái đấy gọi là kích kích hoa đấy các bác ạ. Kích cho cây đào thất thốn ấy. Thì sẽ khoảng độ đầu tháng 11 âm lịch. Khoảng độ 15 hôm nữa là em bắt đầu em thắp bóng đèn. Thì em sẽ làm những cái video về thắp bóng đèn để kích hoa nở đúng dịp Tết nha các bác. Còn hôm nay là cái video hãm nước, ngắt nước cho cái cây đào thất thốn. Đừng để cho nó phụt lộc lên nữa. Đấy. Rồi, em xin kết thúc video tại đây nhé. Em xin chào toàn thể các bác. Thì có cái gì, những cái gì kiến thức gì mới thì em sẽ làm video để đăng lên luôn cho mọi người cùng theo dõi và cùng làm nhé các bác. Thì dạo này cũng khá là bận nên là hôm nay mới lại có thời gian để quay lại những cái cây đào thất thốn này cho các bác ngắm, cho các bác xem. Thì tiện thể thì em nói luôn cho mọi người cái cách ngắt nước hãm để cho cái cây đào nó không 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 phụt lộc lên nha các bác. Rồi em xin chào toàn thể các bác nha.